Lại nữa, các thiên tử vì lìa 10 lực Phật nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa, vì lìa 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa. Này các thiên tử, vì lìa 10 lực Phật nên lìa pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Vì lìa 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, nên lìa pháp không nội cho đến pháp không, không tánh tự tánh. Này các thiên tử, vì lìa 10 lực Phật, nên lìa chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Vì lìa 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, nên lìa chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Này các thiên tử, vì lìa 10 lực Phật, nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Vì lìa 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Này các thiên tử, vì lìa 10 lực Phật, nên lìa 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc. Vì lìa 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, nên lìa 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc. Này các thiên tử, vì lìa 10 lực Phật, nên lìa 8 giải thoát, 8 thắng xứ, 9 định thứ đệ, 10 biến xứ. Vì lìa 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, nên lìa 8 giải thoát, 8 thắng xứ, 9 định thứ đệ, 10 biến xứ. Này các thiên tử, vì lìa 10 lực Phật, nên lìa 4 niệm trụ, 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo. Vì lìa 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, nên lìa 4 niệm trụ cho đến 8 chi thánh đạo. Này các thiên tử, vì lìa 10 lực Phật, nên lìa pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện. Vì lìa 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, nên lìa pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện. Này các thiên tử, vì lìa 10 lực Phật, nên lìa bậc cực hỷ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tọa, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tọa, bậc pháp vân. Vì lìa 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, nên lìa bậc cực hỷ cho đến bậc pháp vân.